nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Ok anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB Gaming đây. Yeah. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái sự kiện về Black Friday 2018 của Ngọc Rồng Online. Thì trước khi vào vấn đề chính, anh em có thể bỏ ra ít phút để nghe mình nói một câu chuyện này. Thì anh em cũng biết bên mình hiện tại có hai website, một là leak.vn bán tất cả leak game Ngọc Online hiện tại trên thị trường, và dịch vụ.me chuyên cung cấp tất cả dịch vụ về game online Ngọc Rồng, Ninja và một số game khác nữa, Hải Tặc Hiệp Sĩ. Thì trong ngày hôm nay có một trường hợp xảy ra, đó là một bạn gọi đến cho bên mình leak.vn, đó là bị lừa đảo hoặc là bị gì đó. Nhưng mà không phải bên leak.vn mà bị một web khác fake giao diện hoàn toàn giống leak.vn. Các bạn chú ý, hiện tại leak.vn có một giao diện tên miền, có một tên miền duy nhất là leak.vn và có một giao diện duy nhất của bên mình. Nhưng mà các website fake khác đã lấy lại cái giao diện đó và up lên nhận là giao diện của họ và đi lừa đảo các thứ. Thì hiện tại mình được biết là cái bạn đó thông báo là web fake đó là bán vàng ngọc.vn. Mình không có ý là dìm, nhưng mà web đó đã fake giao diện của leak.vn. Anh em có thể xem qua hai giao diện hoàn toàn giống nhau đúng không, nhưng mà giao diện gốc là của leak.vn và bên ấy đã fake về và thay đổi một số thứ và quên không xóa số điện thoại của bên mình, nên ra là bạn ấy có thể đọc số hotline đó, nên ra các bạn gọi tới bên mình kêu bên mình lừa đảo các thứ. Nhưng thật sự bên mình rất uy tín và đảm bảo chất lượng. Ok anh em, thì mình chỉ nói qua vậy thôi. Anh em chú ý những web fake leak.vn và dịch vụ.me bên mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại với vấn đề chính, đó là sự kiện Black Friday 2018. Thì sự kiện này đã diễn ra vào ngày hôm qua, đó là lúc 23:12. Ngọc Rồng đã có đăng một cái bài báo thông tin trên fanpage. Thì trước khi vào fanpage thì mình có thể xem qua trên Ngọc Rồng đây, Santa. Thì đây, trong đây là cũng có giảm giá một số thứ rồi. Thì mình nghe như mình được biết là hiện tại phiếu giảm giá, khi anh em muốn có phiếu giảm giá phải nạp một số tiền là trên 150 ngọc thì sẽ được nhận một phiếu giảm giá. Hình như là vậy. Sau đó anh em có thể dùng phiếu giảm giá đó để mua cải trang giảm giá. Và trong hiện tại trong cửa hàng của Santa bán thì cũng đã có giảm giá một số cải trang rồi. Nhưng mà anh em có cái phiếu giảm giá đó thì có thể mua giảm giá hơn. Thì theo mình được biết là phiếu giảm giá đi con đường gian độc thì sẽ không mua, sẽ là mình mua sẽ không được giảm giá cải trang gì đó, một số cải trang như là Ken hay cái gì đó. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ lên diễn đàn fanpage Ngọc Rồng Online chính thức và đọc qua sự kiện này, và cũng như là không biết nó có hợp như cái gì hấp dẫn không. Thì ok, đây là fanpage Ngọc Rồng Online chính thức của Temobi. Ok anh em, sự kiện Black Friday 2018 chào tất cả cư dân. Nhân sự kiện Black Friday 23 tháng 5 tháng 11 năm nay, Ngọc Rồng sẽ có những ưu đãi cho các cư dân như sau. Từ 23 tháng 11 2018 đến hết ngày 25 tháng 11 2018, khi nạp từ 150 ngọc xanh trở lên, cư dân sẽ được tặng một phiếu giảm giá. Ngoài ra, shop Santa cũng mở bán một số loại cải trang giảm giá mới trong thời gian diễn ra sự kiện này. Lưu ý bạn nhớ chừa ô trống trong hành trang để nhận vật phẩm nha. Ok, giống như cái sự kiện nạp tiền ngày xưa mình 50k được capsule đặc biệt, capsule vàng, capsule gì đó ấy, mở ra được cải trang đấy. Ok, đồng thời Ngọc Rồng sẽ mở thêm x2 kinh nghiệm cho các máy chủ tới hết sự kiện Black Friday, hết ngày 25 tháng 11 2018. Ok anh em, thì tức là cùng với cái sự kiện 20 tháng 11 với Black Friday thì là chắc là x3 tiềm năng sức mạnh. Nhưng mà tiềm năng sức mạnh thì anh em đây, một số anh em úp đệ tử rất là cần rồi, vì nó lên rất nhanh, úp rất sướng, mắc phê luôn và cực kỳ là phiêu. Còn với đối với những anh em gọi là mắc hết chỉ số thôi ấy, thì đó là một điều cực kỳ vui hơn là anh em kia đi úp đệ tử thì có thể làm được nhiệm vụ các thứ. Hay là những anh em đang làm nhiệm vụ khó khăn có thể lên, có thể đi săn dễ dàng hơn, vì một số anh em đi úp sự kiện rồi không có động đến boss biết nữa, anh em có thể làm nhanh dễ dàng hơn. Thì đó là sự kiện sơ qua về sự kiện Black Friday 2018. Mình thấy nói chung là sự kiện này cũng là
khá là ngon nhưng mà không bằng mấy năm trước được. Mấy năm trước thì giảm giá phiêu, năm nay thì phải có phiếu giảm giá và lập tiền vào nữa. Mà phiếu giảm giá trên con đường dân tộc thì không có thể mua được một số cái trang, hình như là vậy. Ở đây thì rất nhiều anh em comment em yêu admin, I love you, trịch trịch. Rồi chửi cũng có mà comment khen cũng có. Tuy nhiên là có hai chiều rồi, một chiều khen một chiều chửi, đó là điều đương nhiên anh em ạ. Game nào cũng thó, game nào cũng thế thôi, mình thấy thật sự là vậy. Ok anh em, thì cái sự kiện này mình không có tham gia, nhưng mà mình đang chuẩn bị tính là để úp đây, úp đệ tử tiếp tục con đệ tử để làm hành trình series con để play Cipher 2 đẹp play đấy, gọi là đẹp play đấy. Thì chắc chắn là rồi, thì mình không làm theo series con link của mình thì chắc chắn anh em không theo dõi, vì đa số những YouTuber đều có một cái link gọi là để quay video cho anh em xem và anh em theo hành trình con link đó. Mình thì cứ nhảy qua cái này nhảy qua cái kia, thì nên ra là anh em không theo dõi mình mấy, với cả không ủng hộ mình mấy. Thì ok anh em, mình sẽ cố gắng làm sao để có thể cài con link đẹp play của mình, để cho những video sắp tới mình sẽ làm những video hay hơn. Thì anh em nếu thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe và cũng như ấn cái chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cho anh em những video sau. Đừng quên lên link.vn để mua link game ngọc rồng và một số game khác nha anh em. Và lên dịch vụ.me, anh em có nhu cầu mua vàng mua ngọc có thể lên dịch vụ.me. Ok anh em, bye bye anh em và hẹn gặp anh em trong những video sau. Chúc một ngày vui vẻ. Set my heart